Hello là ok, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với vụ án kẻ bán tài liệu photo Su nhỏ cho các em học sinh. Thì hôm nay á là cái bài kiểm tra của Su, Bông và em Thảo. Thì trong lúc kiểm tra, Su, Bông với em Thảo đã mở tài liệu. Và rồi đến lúc chấm bài á thì anh Sen đã chấm được 3 bài của Su, Bông, Thảo đều là 10 điểm. Nên anh Sen đã quyết định là ra một cái bài toán khác để cho ba em học sinh này đi thi. Thì liệu rằng á là cái diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì mời cả nhà đón xem nha. 4 x 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12, 4 x 4 bằng 6, 4 x 5 20, 4 x 6 24, 4 x 7 22, 29. Đúng rồi, 4 x 7 29. Mày nghe tên, mày chết rồi, thời gian gấp rút còn nửa tiếng nữa đã thi rồi. Mà bây giờ mình còn chưa học được xong bài buổi trưa nào mọi người, chết rồi. Bây giờ là chỉ có một cách đặc biệt có thể giúp mình ôn bài được mọi người. Mình thấy trên video ấy là người ta sẽ lấy mấy cái cuốn vở mà người ta học và người ta úp lên đầu. Là một hồi sau á là tự nhiên chữ nẻo vậy đó, nó bay vô nẻo mình hết. Là mình học từ những cái mình thuộc luôn. Mình học được không? Bốn nhân một bằng năm. Ủa, thôi chứ mình cần đọc, mình cần trước mọi người. Bây giờ thôi, bây giờ còn một cách cuối là đi mua tài liệu của ông kia thôi chứ. Giờ học hành vậy là thôi, nghỉ khỏi làm giám đốc đi. À, hôm giờ á là mình bán tài liệu nhiều quá, đã có người nghi ngờ mình rồi. Bây giờ mình phải kiếm một cái chỗ nào thật kín đáo. Mình bán ở trong đó thì mới không có thấy gì đâu được. Nhưng mà cái chỗ kín đáo này á là họ có mật khẩu á, thì mình mới xuất hiện. Bây giờ mật khẩu là gì ta? À, những đứa mua tài liệu là những đứa muốn trở thành giám đốc. Cho nên mật khẩu để mà mua tài liệu là ta muốn trở thành giám đốc. Chỉ cần đặt cái câu đó lên thì mình mới xuất hiện, mình bán tài liệu. Còn nếu không đặt cái câu đó thì là mình biết chắc chắn là không an toàn. Mình sẽ không bán tài liệu đâu. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái chỗ ra đó mình núp. Okay, bây giờ ta sẽ núp trong cái bùi đây. Cái cây này nói chung mỗi màu áo của ta sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Bây giờ mình sẽ điền, mình hỏi ông chú kia thử coi á là có đê nào không, rồi mình hẹn ông ra địa điểm đó nha mọi người. Ok. À, alo. Ê, có khách, có khách, đây là khách quen nè. À chú ơi, cháu này, bữa trước cháu là cái đứa bữa trước vui đề thi cho chú ấy chú. Đúng rồi chú. Alo. Vui lòng đọc mật khẩu. Ok, mật khẩu chính xác. Hôm nay chú có bán tài liệu photo nhỏ không chú? Có hả chú? Mà bây giờ chú ở đâu vậy chú? Để cho nghe quá. Bây giờ ta đã chuyển sang địa điểm mới để có thể giao dịch an toàn hơn. Địa điểm đó là chính là cái tảng đá siêu to siêu khổng lồ ở công viên X. Nếu mà muốn mua tài liệu thì khi đến tảng đó nó phải đọc mật khẩu. Ta muốn là giám đốc thì mới mua được tài liệu. Ở chỗ hòn đá to to hả chú? À, dạ cho biết rồi chú à. Trên đường đi phải chú ý không được để bất kỳ thầy cô giáo hay người lớn nào theo dõi hết. Nếu không á là ta sẽ không bán tài liệu cho đâu. Được rồi, đến đây ta chỉ còn duy nhất một tờ tài liệu thôi. Đến chậm là không còn tài liệu đâu. Dạ chú, chờ cho xíu nha. Ok chú. Ok mọi người nha, thì á bây giờ mình đã biết địa điểm của ông chú đó rồi. Bây giờ mình sẽ tới đó để gặp ông chú đó mua được tài liệu nha mọi người. Và mình sẽ giành được giải nhất để mình sẽ lấy được phần quà của thầy nha mọi người. Ok. Và rồi trong lúc này em Su với em Bông để có thể giành được phần thưởng của thầy thì cũng đã cố gắng ôn tập bản của chương đó cả nhà. Tuy nhiên á là ôn tập đối với Su với Bông á lúc này thì không thể nào vô được nữa. Vì vậy Su với Bông đã quyết định là cũng đi mua tài liệu luôn đó cả nhà. Nói là làm, Su liền dẫn Bông đi tới chỗ ông chú bán tài liệu nhằm là có thể mua được tài liệu của ông chú đó và về thi được điểm cao và nhận phần quà của anh Sen đó cả nhà. Lúc này á thì Su đã ra tới nơi rồi. Tuy nhiên á là ông chú này đã núp rất là kỹ bởi vì sợ người ta phát hiện. Vì vậy Su cùng với em Bông đã phải cố gắng đi tìm để có thể mua được tài liệu của ông chú này đó cả nhà. Ok mọi người nha, thì hôm nay á là cái ngày thi của ba đứa học sinh lớp mình, đó chính là Thảo với lại Su với Bông. Thì hôm nay mình ghé qua nhà tụi mấy đứa đó để mình coi thử coi á là tình hình của mấy đứa học tập nó tới đâu rồi.
Ủa, mọi người, anh nghe cái thấy không? Hình như là con bé Thảo hay sao đó. Đúng rồi, đi xe rồi, toàn rồi. Đúng đó rồi cả nha. Rõ ràng á, là hôm nay á, là cái giờ mà ôn thi để đi học. Mà tại sao mà giờ này con bé Thảo nó lại ở đó ta? Đáng lẽ giờ này á, là phải ở nhà ôn thi bởi vì chiều đã thi rồi mà. Hay là con bé đang là ham chơi? Chết rồi, không được rồi, như thế này là không được rồi. Bây giờ để mà cũng biết con bé Thảo đi đâu á, mà mình cảm giác nó lén lút lắm thì mình sẽ đi theo coi thử nó làm gì nha cả nha. Đi con, phải con. Ôi nó còn lăn nữa kìa. Con này nó bị cái gì vậy cả nha? Chết rồi, chết rồi. Ở nhà nó có bỏ. Bây giờ đây lanh rồi nha. Ok mọi người nha, thì dưới cuộc về về nhà mình hình dung mưa bão gió thì mình cũng đến cái nơi nào nào hẹn rồi mọi người. Mẹ, trước khi mà tới nơi á, ổng kêu mình á là phải tới đó là phải đập hô tao mật khẩu là ta là giám đốc, tránh bị phát hiện nha mọi người. Nhà này có nhiều người theo dõi ta quá. Bây giờ ta phải nứt vào trong tay ta bán tài liệu, ta không ai phát hiện ra ta. Được rồi, mật khẩu là ta muốn là giám đốc thì con đặt cái mật khẩu lên thì ta thì bán tài liệu cho người đó. Ok cả nha, thì nãy giờ là mình theo dõi con bé Thảo đó, có đứa đó học sinh của mình đó, mà nãy giờ là mình thấy nó đi lùm lum nơi hết. Thì bây giờ hiện tại mình đang thấy nó lên một cầu thang, bây giờ mình coi nó làm cái gì nha. Mà nó lại vô công viên trong cái giờ mà đáng lẽ phải ôn thi. Bây giờ mình sẽ hô to như mình bam. Tôi là giám đốc. Tôi muốn làm giám đốc. Có khách hàng đến mua tài liệu rồi. Đây, tài liệu ở đây. Ủa, này ba thấy ở đây đâu rồi ta? Sao giờ mất tiêu rồi? Chắc phải hô lại mới được. Chú chúng nhìn mặt con nguyên không? Tôi không biết mình chút mua tài liệu không? Dạ đúng rồi chú, mà sao chú núp lên đây làm gì vậy chú? Lúc trong đây thì con mới bán nhiều tài liệu. Bữa nay có nhiều giáo viên đi qua đi lại lắm. Giáo viên phát hiện ra ta là chỉ báo phó ta lên trên hiệu trưởng. Tôi không thể nào bán tài liệu nữa. Ủa như là chú ăn cắp tài liệu hả chú? Ăn cắp thì đây là bí quyết gia truyền của nhà ta, truyền từ thế hệ này xuống thế hệ khác. Bây giờ có mua tài liệu không? Dạ có gì có chú. Bây giờ chú cho con một cái tè nào á là vừa to vừa đẹp vừa xinh mà là phải có tất cả các bàn người chơi thế chia thích nhau phước cộng trong đó hết nhìn chú. Ta có mang tiền không? Có chú, đầy đủ á chú. Ta thấy giờ ta đấy hết rồi, chỉ còn một tài liệu cuối cùng thôi. Tuy nhiên cái tài liệu đó một tài vẫn xếp đến cộng từ nhân kia, nhưng mà đã hơi có bắt nhà là bé có mua được không? Dạ được chứ chú, cháu lẹ làm gì mà thiếu được mấy cái đó. Bao nhiêu vậy chú, cho nó giá đi chú. Tài liệu là 100 ngàn. Đó cả nhà thấy không? Nó, con bé Thảo của mình hôm nay nó lạ lắm, nó vô nó ngồi một mình. Rồi nó nói chuyện gì đó. Có khi nào là con bé này nó học hành nhiều quá rồi nó bị gì không ta? Ủa trên này nó cầm cái gì kìa mọi người? Rồi sao mày có vẻ nó lén lút dữ ta? Mày với mình còn 100 ngàn nhưng mà không sao. Bây giờ mình sẽ mua, để lớn lắm mình sẽ trở thành giám đốc, mình sẽ giàu hơn. Dạ đây chú, ba chú 3 ngàn luôn này chú. Rồi đi nhanh lên coi chú có phát hiện không chú. Dạ ba chú đi. Đây sẽ trở thành giám đốc. Trời ơi con bị mặt. Con trở thành giám đốc rồi. Ủa là sao? Tự nhiên đi vô trong bụi cỏ rồi ngồi nói một mình rồi cầm tờ giấy ra, rồi nói ta là giám đốc là sao ta? Một lúc sau á thì Su cũng đã xuất hiện ở nơi công viên này đó cả nhà. Và Su cũng hô to khẩu hiệu đó là Su muốn làm giám đốc. Mà không biết rằng á cái câu này có ý nghĩa gì. Mà bé Thảo vừa hô thì tới lượt Su hô đó cả nhà. Thấy không cả nhà? Sao mà Su bây giờ cũng xuất hiện ở đây? Mà Su lại nói là Su muốn làm giám đốc là sao ta? Hả? Cứ nói là Su muốn làm giám đốc. Nãy muốn bé Thảo cũng nói vậy. Cái đây là mình thấy là rất là đáng nghi nha cả nhà.
À, lại thêm một đứa muốn làm giám đốc nữa. Nhưng mà hiện tại ta đã hết tài liệu của kia rồi. Bây giờ phải kêu nó ngày mai quay lại mới được. Thì ra Su cũng tới này để gặp cái kẻ lạ mặt để mua tài liệu đó cả nhà. Và chú này đã thông báo là hết tài liệu nên Su đã quay về nhà. Tiếp tục là tới lượt em Bông đó cả nhà. Em Bông cũng tới nơi của ông chú này nhằm mục đích là mua tài liệu luôn đó cả nhà. Cả nhà, bây giờ lại là em Bông tới. Mà em Bông cũng lại nói Bông muốn làm giám đốc cả nhà. Sao được đây, sao nhiều học sinh của mình muốn làm giám đốc vậy không? Mày làm giám đốc mà sao cứ tới cái bụi cây đó làm gì? Ngày nay nhiều đứa muốn làm giám đốc quá nè. Tài liệu của ta từ đời này truyền sang đời khác rất là có hiệu quả. Nhưng mà bây giờ ta hết tài liệu rồi, muốn làm giám đốc thì ngày mai quay lại. Ủa, ở trong đây đâu có ai đâu. Nè, rõ ràng là mình thấy con bé Thảo nó ngồi trong đây mà bây giờ không có ai hết. Vậy là có khi nào á con bé Thảo nó học nhiều quá rồi là nó bị stress không ta? Không được rồi, nếu mà tình hình vậy phải giờ thông báo cho mẹ nó biết, chứ để mà học hành như vậy là không có được. Vậy là cuối cùng Su với Bông không mua được tài liệu của cái ông chú bán tài liệu photo thu nhỏ rồi đó cả nhà. Chỉ có một mình bé Thảo là mua được thôi. Thì liệu rằng á cái kết quả của kỳ thi tiếp theo sẽ như thế nào khi mà hai học sinh Su với Bông không hề có tài liệu và cũng không ôn bài gì luôn, thì mời cả nhà đón xem ở tập tiếp theo để biết diễn biến sẽ như thế nào nha.